hồng sao mai 2017. Vòng sơ tuyển đã khép lại. 30 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi đã được tuyển chọn vào vòng sơ khảo. Đêm sơ khảo Hải Phòng sao mai 2017 được tổ chức vào 20 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2017 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp và được truyền hình trực tiếp trên kênh THP, kênh phát thanh, hệ thống màn hình LED của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và một số đài phát thanh truyền hình trên khắp cả nước. Hải Phòng sao mai 2017 với các giải thưởng hấp dẫn. Hứa hẹn một đêm sơ khảo với những phần thi đầy kịch tính của các thí sinh và sẽ được bùng nổ bởi những phần biểu diễn của những nghệ sĩ Tùng Dương, Đăng Dương, Lan Anh và các nhóm nhạc nổi tiếng. Hãy bình chọn cho các thí sinh vòng sơ khảo để có cơ hội nhận những giải thưởng giá trị bằng cách truy cập fanpage THP, facebook.com/truyenhinhhaiphong.vn. Hãy đồng hành cùng Hải Phòng sao mai 2017, nơi chấp cánh ước mơ ca hát. VNPT Vinaphone, tập đoàn đầu tư xây dựng HCC, công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dấu, siêu thị điện máy CPN, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Tùng Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng, khu du lịch sinh thái suối nước khoáng nóng Tiên Lãng, Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và giải trí Trần Đức, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Bắc Hải Phòng, chi nhánh Đông Hải Phòng, chi nhánh Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn thang máy Đức Anh, công ty cổ phần luyện thép cao cấp Việt Nhật, công ty cổ phần ô tô xe máy Hồng Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận Phong, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại VIC, công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Phúc Tăng, trang điểm và làm tóc Trung Quân, công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong, công ty cổ phần Sinex, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoàng Phát, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Hải Phòng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Tô Hiệu, công ty trách nhiệm hữu hạn nội thất Ngọc Lan 203 Tô Hiệu, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thịnh Thiên, công ty trách nhiệm hữu hạn Vico hân hạnh tài trợ chương trình. Trường Thọ Spa giới thiệu dịch vụ xông hơi mới, phòng xông hơi Hoàng Thổ Hàn Quốc, xông hơi đá muối Himalaya hiện đã có mặt tại Hải Phòng, mang lại nhiều giá trị sức khỏe và làm đẹp cho chị em phụ nữ. Xông hơi đá muối Himalaya sẽ bài trừ triệt để độc tố gây hại tích tụ trong cơ thể, giảm nhức mỏi, hỗ trợ điều trị hô hấp, ngăn ngừa viêm da. Xông hơi Hoàng Thổ Hàn Quốc xua tan mệt mỏi, giảm béo, chăm sóc cơ thể, làm sáng hồng da. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ mới tại Trường Thọ Spa để nhận những ưu đãi đặc biệt duy nhất chỉ có tại Trường Thọ Spa. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0313 610 658, địa chỉ 56 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng. Một trăm mười năm xi măng Hải Phòng với sứ mệnh dựng xây. Chúng tôi lấy chất lượng của những công trình làm nguồn cảm hứng. Và đặt trọn nhiệt huyết ở tương lai. Xi măng Hải Phòng, bền vững qua các thế kỷ.